Dạ, mẫu người của em phải mập nha. Nếu mà anh ốm thì đi với nhau chứ như sẽ không vậy anh ơi. Thằng em muốn có một người yêu thế nào? Dễ thương, cao từ khoảng 1m75. Còn ơi, nữ cao 1m75 dữ lắm à. Mét 1m65. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dạ, em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Ngọc Mai. Năm nay em 23 tuổi, đến từ Hậu Giang. Em đang làm lễ tân cho một công ty. Làm ở Hậu Giang luôn? Dạ không, làm ở Cần Thơ chứ ơi. À, quê ở Hậu Giang, làm ở Cần Thơ. Hôm nay là coi như từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi chị. Rồi, rồi em là tên gì? Em tên là Trần Mộng Toàn, em đến từ thành phố Vị Thanh của Hậu Giang. Công việc hiện tại của em là phóng viên biên tập của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Bạn đi khắp mọi nơi luôn, gặp rất là nhiều đối tượng. Sao mình không có quen được hay là kén chọn quá? Dạ không có kén chọn mà tìm được một người phù hợp với mình. Rồi tiến tới hôn nhân rất là khó. Bạn có mong mối tình nào chưa? Chính thức thì chưa. Em cũng có để ý hai người bạn trước đó. Tuy nhiên do hoàn cảnh, rồi cái tự ti về gia đình, rồi nhiều cái mặt khác nên chỉ làm bạn bè bình thường thôi chị. Nhưng mà bây giờ đã hết tự ti về gia đình chưa? Dạ rồi ạ, sắp xếp ổn định hết rồi chị. Bạn gái thì sao? Thật sự 23 tuổi thì đối với chị thấy còn quá trẻ. Tại vì gia đình cũng ép lắm chị ơi. Dưới quê 23 cũng ép à hả? Dạ, ba mẹ làm mai làm mối nhiều lắm. Mỗi lần về á nói à, con của chú này, con người kia đó chị. Nhưng mà em thích có một mối tình nào nó sâu đậm một tí. Bạn nữ cho mình hỏi là mẫu người yêu của bạn như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì đơn giản lắm anh ơi. Cao khoảng 1m7, tại vì em hơi lùn tí, phải mập với anh. Tại vì em cũng mập nữa, nếu mà anh ốm thì đi với nhau chứ như số không vậy anh ơi. Bên đây còn do. Ê, đừng làm tôi hoang mang nha. Không làm nhà gái hoang mang nha. Anh có uống rượu không anh? Tại công việc anh thì có rồi. Khi đi giao tiếp thì cũng thường uống rượu và cũng hơi về khuya. Không sao, em có chịu không? Em thích uống rượu không? Trời ơi, kỳ lạ vậy. Người ta có người yêu, người ta có chồng, người ta thích không uống rượu, em thích uống rượu hả? Tại vì á, ba em, cậu em, ai cũng uống rượu hết trơn á, về đấu đâu có lại đâu anh. Phải uống rượu mới được. Coi gì sở thích gì cũng lạ ha. À, còn em muốn có một người yêu thế nào? Dễ thương, cao từ khoảng 1m75. Còn ơi, nữ cao 1m75 dữ lắm à. Mét 1m65. 1m75 là cây xào à. Em được không chị? Chết còn xuống. Quay, còn khó. Có khỏe không? Dạ khỏe hả chị? Chắc không? Chắc. Em là phóng viên mà chị, em đi nhà đi đêm. Phải có sức khỏe. Đi đêm là đi đâu? Tiếng dùng miền đó vậy mà cứ bắt bẻ quá. Thôi công việc em là làm bên mảng 389. Thường vậy đi đêm rất là nhiều. Lấy tiền vừa nuôi vợ nuôi con. Có không? Có không? Dạ có. Muốn đám cưới tiền ai giữ? Cưới xong để vợ giữ. Có chuẩn bị để đám cưới chưa? Dạ rồi. Nhiều không? Dạ không. Thiếu mình mượn thêm chị. Mượn ai? Dạ mượn chị, hôm nay có chị em đi theo. Đi mượn chị nhìn tôi tưởng nó mượn chị là mượn tôi hết hồn. Mượn chị phải không? Dạ. À vậy cũng được ha, nhiều điểm nào em không thích ở người bạn gái? Hay ghen. Cái nào mà không ghen trời. Tại vì cái công việc mình đi giao tiếp hơi nhiều. Rồi nhầm khi đi về khuya rồi nhậu nhẹt này kia nữa. Mà nếu mà bọn nữ mà hay ghen thì khó. Vậy mình phải tạo cho người ta niềm tin. Để chị hỏi cái vụ đó coi. Ủa em có ghen không? Tất nhiên là có rồi chứ. Nhưng mà bây giờ ảnh hay đi đêm đó mà còn về nhiều khi say xỉn nữa. Tại vì em cũng hay đi đêm lắm chị. Em đi đâu? Dạ em đi làm. Làm cái gì mà làm đêm? Dạ buổi tối tới 9 giờ rưỡi mới về đâu. Bên kia đi khuya là làm tới mấy giờ đêm mới về bạn? Khoảng 11, 12 giờ. Nhầm khi chờ các cơ quan tới sáng luôn. Đó sao thì em đi ra ngoài, em đi vòng vòng kiếm gì đó ăn, nào bạn về thì vô chung. Chứ không chịu về nhà nằm mình hả? Không chị. Người ta đi trực tới 12 giờ đêm mà bạn cũng đi làm vòng ngoài đường tới 12 giờ đêm dưới quê hả? Nếu chờ 12 giờ đêm thì em chờ tới 12 giờ, nếu đi tới sáng thì em về. Trời đất ơi trời, 12 giờ đêm mà đi lòng vòng đâu ngoài đường trời. Về Hậu Giang dạ. Em ơi, Hậu Giang đẹp lắm. Dạ. Hậu Giang có những vườn cây ăn trái. Người ta cũng Hậu Giang mà. Hậu Giang là ở đâu? Ở Phụng Hiệp. Là cách nhau khoảng 20 cây số. Cũng ít thôi chú. Cũng ít, ở bệnh tròn do làm sao được không? Tập viên giảm cân lại đi chú ơi. Cái tròn quá con cũng hén mỡ. Tròn quá không thích hả? Dù thôi chú ơi, giống như chú được rồi. Chú cũng tròn rồi đó. Không thích gì ở bạn nam? Không thích hết sức. Gia trưởng với lại á, hay nói chuyện lớn hay la, tại tính con nhõng nhẽo lắm. Không dạ. Thích la hả? Không, la con nhỏ. Dễ thương quá. Anh chị em không có la, em không có la và em không hút thuốc. Nhưng bạn có hay lớn tiếng không? Dạ không có, dạ không có.
Rồi bây giờ mình sẽ gặp chị coi chị có cho mượn tiền không nha. Nếu mà cảm thấy hai đứa tiến tới hôn nhân được thì em mượn thì chị cho thôi. Chị thấy bạn nói sao chị? Chị thấy em sao chị? Chị thấy tại em vậy á, dễ thương. Với lại em tính con nít lắm, hay nấu lắm đó chị ơi. Không biết hợp với anh bên kia không chị? Không sao đó, chắc em chị chịu được. Em chị hiền lắm, nhút nhát lắm. Không có ăn chơi, không có nhậu nhẹt gì hết, em yên tâm đi. Em hứa không gì với chị tương lai đi. Tương lai á, mà nếu em với anh này thành với nhau á, thì em đảm bảo là em chung thủy với lại không có chăm sóc gia đình tốt vậy. Không có chăm sóc gia đình tốt vậy. Ừ, rồi biết rồi, biết cung rồi. Vậy em có đi với ai không? Dạ có, đáng lẽ là hôm nay em đi cả gia đình em lên. Có bà ngoại, có ba mẹ, có cậu, có dì, có ruộng, có bạn em nữa. Nhưng mà tại á, đi xa với lại em sợ bạn nam không bấm nút á, nên bữa nay chỉ có cậu em với ba người bạn nam đi thôi à. Có gì đâu sợ, thiệt tình uổng ghê luôn vậy đó. Bà ngoại em á là kén chọn lắm luôn á. Bà ngoại khó lắm hả? Không có khó. Bà ngoại trước khi đi bà ngoại có dặn gì không? Có. Dặn sao? Bà ngoại dặn á là cậu ngồi dưới á, nếu thấy được á là xin nhan gặp đầu trước. Mà nãy giờ cậu có xin nhan với em gì chưa? Chưa có thấy chị. Là em không thấy được mặt cậu á hả? Dạ đúng rồi. Cậu xin nhan cái em chuyện lại cho cậu. Vuốt mũi đó, vuốt mũi mấy lần là được rồi đó. Ở nhà ngoại dặn sao? Thì ở nhà thì có mình bé Mai là cháu lớn nhất. Cha mẹ thuộc bé Mai á cứ hối bé Mai đi lấy chồng. Cứ làm Mai là mối thì nó không chưa đồng ý với nào trơn. Nó để nó tự tìm. Mà tìm đâu là từ lúc mà phổ thông tới giờ mà vẫn chưa có anh nào dẫn về hết á. Bạn nam thì cũng ok. Thì mình hy vọng là hai đứa nó sẽ tìm hiểu đến một cái kết quả tốt nhất. Dạ em là bạn của Mai từ thời phổ thông tới giờ nè. Rồi, thấy ảnh sao? Thấy bạn nam này thì về nghề nghiệp thì tốt nè, có tương lai luôn. Còn ngoại hình thì giống số 1, số 0. Học, nhưng mà ốm em nuôi cũng không sao. Bây giờ nếu như mà hai đứa chịu nhau rồi, nhưng mà về dắt về ngoại, ngoại không chịu rồi sao? Dạ cái này con năn nỉ chú ơi. Năn nỉ sao chứ? Năn nỉ thí dụ như ngoại không chịu luôn sao? Anh cũng phải có cái cách gì đó để thuyết phục gia đình con chứ chú. Có cách nào thuyết phục ngoại không? Ngoại quan trọng lắm á. Dạ chắc có. Thì mình cũng có xuống địa bàn Phụng Hiệp để tác nghiệp. Thì buổi trưa hoặc là những cái buổi chiều về tối thì không biết có thể thấy lại nhà bạn chơi hoặc là tìm hiểu được không? Được anh ơi, ngủ lại cũng được nữa. Ngoại cho không mà dám mời bạn trai ngủ lại cũng được nữa. Tại ngoại em ở có một mình hà, ở đông thì vui chị. À về ngủ với ngoại hả? Dạ. Thôi được rồi, cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi kéo màn lên. Kéo màn lên. Hai bạn có thời gian nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Trước tiên thì em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Nhưng mà anh đeo có kính đâu thì em thích hơn. Dạ, ai có kính cho anh mượn đeo thử. Anh thấy em sao? Dễ thương. Thiệt không? Thiệt. Em nói nhiều lắm, nói với em lanh lắm, lanh chanh lấp chóc á. Với lại em hay giận nó, tính lại thêm con nít nữa anh chịu được không? Anh chịu được. Và bên cạnh đó thì anh thử đi. Anh có đem cái gì cho em không? Có. Dạ, mà bây giờ bạn trai có thấy bạn gái mập quá không? Dạ không chị, về bổ trợ cho nhau là đẻ con ra vừa. Em giảm cân một tháng trước khi lên đây đó anh. Ủa trước bự hơn hả? À, dạ không, cũng gì hả chị, quá trình giảm nó cũng y gan lúc chưa giảm hả? Vậy như vậy mình có cái bí quyết nào để mình tăng cân không em? Nếu mà anh về đậu của em thì em chỉ cho. Vậy em có nhấn nút không? Không có được hỏi. Mình cảm nhận về nhau, mình nói chuyện về tương lai đi. Thì dự định là khi nào em sẽ lấy chồng? Anh thuyết phục ba má em khi nào cưới thì em đồng ý hả? Tại vì hiện tại thì mẹ mình mất. Dạ. Mất khoảng 6 năm. Dạ. Thì mình tự lập từ nhỏ. Dạ. Và đến trên thành phố thì mình ở chung với chị. Và sau này thì về Đài làm. Thì bên cạnh đó thì mình đi ra mình ở trọ luôn. Chứ anh không có ở nhà với ba. Dạ. Như vậy thì nếu mà lấy chồng thì em có ở trọ với anh không? Cái đó thì không sao. Em với anh mà anh tạo cho em đủ niềm tin để em đến với anh đó thì em chấp nhận. Hồi nãy em có nghe cậu nói là trước giờ cũng có nhiều người tìm hiểu, mình chưa chịu lý do vì sao. Em muốn có cái gì á, nó mới mẻ giống như cứ tìm hiểu hoài nhưng mà không có tỏ tình em nên em không chịu thôi. Em thích tỏ tình như thế nào? Tỏ tình sao cũng được, có tỏ tình để sau này em nói lại với con cháu có cái kỷ niệm nào đó đẹp thôi à. Rồi tỏ tình liền, thể hiện liền. Đứng lên đi, tiến tới sát vô. Tự tin lên. Thì dạ. Anh đừng có run. Từ từ. Nếu mà hai đứa chịu đến với nhau dạ. Rồi làm cưới thì chúng ta sẽ
có thật là nhiều hạnh phúc. Mặc dù là công việc anh đi rất là nhiều, làm rất là nhiều, nhưng mà dạ, anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em cùng với gia đình. Dạ, bây giờ mình tính cái chuyện con cái đi. Em thích con trai, thích con gái? Dạ, con nào cũng thích hết anh. Giống anh, thì con nào cũng là con. Dạ. Có khi nào em xuống vị Thanh không? Em xuống với con coi bói hoài hả? Dạ. Bói nói sao? Nó nói năm nay nếu mà tìm không có là coi như bị ế tới năm 26 tuổi luôn. Bà ơi, mà trả lời vậy được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ, cái con sổ quá trời luôn á. Thầy bói nói năm nay xui hơn. Năm nay á, nếu tìm được là hơn đó chú. Thầy bói nói sau này hai chồng giàu không? Cái đó thì không có nói chứ ơi. Thiên cơ bất khả lộ. Tùy theo hai người thôi. Nếu thầy bói gì coi không có rõ ràng. Giờ quan trọng là thầy bói quyết định là bà ngoại đó. Thì bây giờ trước mắt là cậu nào? Chị thấy cậu rất là giống như đang giữ một cái trọng trách quan trọng của cả nhà ở dưới á. Cậu đại diện mà cậu suy tư nhìn lên trần rồi vuốt mặt rồi đủ thứ hết trơn á. Trợ lý ruột của ngoại đó. Trợ lý ruột. Em là cậu Út. Em tới thứ 11 lần. Tình hình cậu sẽ về nói thế nào, tốt hay xấu với ngoại? Thì hôm nay thì đây là cái duyên để cho các bạn đó, hai đứa nó đến nhau. Thì em hy vọng là hai đứa nó sẽ bấm nút chờ có một cái cuộc hẹn. Trong ngày hôm nay thì con cũng hứa với cậu là nếu mà hai đứa tìm hiểu và đến hôn nhân thì con sẽ yêu thương bé Mai và chăm sóc cho gia đình. Đồng ý. Vấn đề là chỉ hỏi câu thôi. Cậu về nói với bà ngoại á là được hay không được? Dạ được. Cậu nói được là cậu được. Cậu nói được là cậu chịu trách nhiệm đó nha. Dở. Bé Mai, đây là người phải nói là rất là chân tình đấy. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Nhưng đây là một người bản lĩnh, có một cái chiều sâu. Nhìn gương mặt cậu ấy rất là hậu. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ. 3 tiếng đếm, quyết định là ở các bạn. 1 là năm nay có tình duyên, 2 là 26 tuổi. 1 2 3. Anh này tự tin dữ lắm. Rất là bản lĩnh. Làm cái mảng đó thì chắc lắm. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Đây là những cái điều kiện để các bạn có thể hẹn hò đi xem phim, tìm hiểu kỹ hơn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đến Hậu Giang một ngày nào đó không xa. Dạ. Thì dự tiệc cưới của hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chú. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Và đây, món quà tặng này khi mà các bạn mà nhận thì các bạn lên thành phố rồi sẵn các bạn ghé đưa tiệc cưới luôn là thuận tiện. Dạ. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, trị giá là 15 triệu đồng, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúng ta dắt nhau đi xem phim với các bạn. Dạ, anh có 1,5 mối tình. 1,5. Anh gia trưởng lắm anh. Hơi em ơi. Hy vọng rằng cái tình miền Tây nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Hy vọng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Ham ăn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thị Bảo Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm bên công chứng, ngoài đó là học luật. Quê em ở đâu? Em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Trần Văn Công, 29 tuổi, đến từ Nam Định. Em làm nhân viên kinh doanh công ty vận tải biển quận Phú Nhuận. À, tức là quê Nam Định nhưng làm ở Phú Nhuận. Dạ. Yeah. Tàu biển hả? À, dạ, em là nhân viên kinh doanh bên cước hàng không và cước đường biển. Cước, tính cước à? Em nghe cướp hàng không gì đó. Em hết hồn. Nghe sao là kinh doanh xong rồi cướp gì gì. Trời ơi, người ta nói cướp mà là cướp hả? Rồi bạn có bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 1,5 mối tình. 1,5. Dạ cái mối tình đầu tiên là lúc là gọi là mối tình gà bông học trò. Em rất là thích bạn đó à. Nhưng mà em không có nói gì qua. Em chỉ tìm hiểu là bạn đó học lúc nào, bạn đó như thế nào qua bạn bè thôi. Xong... Đó là mối tình đầu á hả? Dạ đúng rồi. Học đại học năm thứ 3 thì mới bắt đầu quen với bạn ấy 5 năm. Mà sao, dạ. Sao gọi là một mối tình rưỡi? Dạ cái mối tình đầu tiên là có một mình em mà. À là cái mối tình sau mới là một. Dạ, đúng rồi. Sau khi nghe câu chuyện tình một rưỡi, bạn nam thấy thế nào?
Dạ, em thấy bạn nữ thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường. Nhiều, vậy là em nhiều lắm đúng không? Em thì cũng giống bạn nữ, một mối tình. Quen lâu không? Dạ, cũng được hơn một năm. Thực sự là cũng chưa có nhiều tình cảm, cũng như là chưa hiểu nhau nhiều. Dạ. Nói chung là quan điểm sống không. Quan điểm sống của bạn là như thế nào? Em nghĩ là phải có sự tin tưởng cũng như là sự đồng cảm. Tin tưởng và đồng cảm? Dạ. Bạn gái ơi, khi mà mình yêu người yêu mình có tin tưởng không? Dạ tin anh, nhưng mà nói chung là bạn nói gì em tin đó, nhưng mà đừng để em phát hiện được lần nào nói dối. Em tin quá là bán lúa giống. Bây giờ mà yêu mà đề phòng quá thì cũng mệt. Hồi đó em có bạn trai thì em chưa bao giờ mà lục điện thoại hay là gì, em không có hứng thú vấn đề đó luôn á. Bạn nó nói gì thì em nghe cái đó, nhưng mà chỉ cần bạn nó sơ sót cái gì đó mà em phát hiện ra bạn nói dối thôi là không bao giờ em tin nữa. Một lần bắt được 90 lần không. Dạ đúng rồi. Bạn có phải là người phụ nữ ghen không? Yêu thì phải ghen rồi, nhưng mà em không phải là người ghen thái quá. Thì khi mà em cảm thấy không thích thì em sẽ nói với bạn trai em là chẳng hạn là em không thích anh chở cái cô đó, mà cái cô đó cứ ôm ôm anh vậy em không thích, lần sau anh đừng làm vậy nữa. Anh đâu có làm đâu, cái cô kia cô làm chứ. Anh từ chối đi, anh đừng có chở bao nhiêu người, tại sao anh cứ phải chở cô đó vậy? Sao bạn trai, bạn mong muốn tìm một bạn nữ như thế nào? Bạn nữ thì hiền, nữ tính, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Cái đó dễ mà, cái gì mà bạn cần đặc trưng hơn nữa? Bạn trai có tinh thần cầu tiến. Cầu tiến? Dạ. Chiều cao cân nặng ngoại hình thế nào? Cao 1m57 là được rồi. Chết rồi, cao 1m57. Điều gì bạn không thích ở người bạn nữ? Có tính năng nhăng hoặc là một con người quá tham vọng chị. Hồi nãy anh thích cầu tiến mà. Cầu tiến là không có tham vọng là sao? Chị, khi một phụ nữ tham vọng thì họ sẽ rất là thành đạt trong sự nghiệp. Khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi thì nếu mà trong mối quan hệ gia đình, em nghĩ là sẽ áp đặt hay là giải quyết mọi sự việc theo hướng cửa trên. Tức là bạn không muốn người phụ nữ gia trưởng ha. Thật sự là khi một người đàn ông mà có một người vợ quá giỏi, tinh thần quá tiến, nhiều tinh thần thì hay đã áp đặt cái tinh thần của mình lên chồng mình. Yeah. Bạn nữ mình có tật xấu gì không? Nói chung là em rất là thích ngủ, có thể ngủ suốt ngày và rất là thích ngủ nướng. Khi nấu ăn cũng là tật xấu, sáng tạo ra cái này cái kia, nấu tùm lum tà la, xong cái bắt người nhà ngồi ăn, ráng ăn với hết. Tại vì mình ăn xong mình ngán quá rồi, mình không ăn mình bỏ mình uổng. Vậy thì mình mong muốn tìm một người bạn trai như là người như thế nào? Về ngoại hình á thì em muốn bạn nó cao, cũng phải 1m75 trở lên á. Gì dữ vậy? Bà nội em á thì nói là bây giờ em thấp quá, mà nhà ba với mấy chú cũng không có được cao, cho nên rất là muốn có cháu rể cao cao, thiệt là cao. Có mẫu người lý tưởng nào không? Vẻ ngoài thì giống anh Lương Thế Thành, nhưng mà tính tình thì giống Nguyên Linh. Bạn nam cao được bao nhiêu vậy bạn? Dạ em cao 1m69 chị. 1m69 được không? Vậy gì vậy, coi nhan sắc ảnh như thế nào. Rồi để chị coi thử coi. Thế đâu chị? Ôi mặt xinh quá. Dạ em chào chị. Con trai mà khen xinh quá. Hiểu rồi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Dạ. Ở mình khen người ta mới khen lại mình. Mặt này đựng đỏ lắm nè. Yeah. Hai má là phiến phiến. Em có tật xấu gì không? Hơi khó tính chút xíu. Khó tính? Hơi thẳng tính đấy chị. Sao mình nói nghe nè, giờ mình tính tới chuyện hôn nhân chưa? Nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có làm dâu không bạn? Bạn nữ không phải làm dâu. Tại vì em tính lập nghiệp trong này. Rồi vậy được rồi. Được chị? Lắm. Được lắm hả chị? Dễ thương lắm hả chị? Dạ chào anh Nguyên Linh. Chào em. Dạ. Làm sao để tạo nên cái lòng tin đối với một người phụ nữ? Dạ lòng tin thì mình cứ nói thật thôi anh, tại vì cứ nói là em tin rồi, không cần tạo gì hết á. Nếu mà nói dối thì giấu sao, đừng để em biết luôn. Dạ. Người phụ nữ rất là khéo đấy. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em. Em gái. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thì em thấy bạn gái này cũng xinh xắn dễ thương ạ. Anh mình thì hơi bị nhút một chút, với lại hiền nữa, ít nói. Nên là sau này mà có tiến tới được thì hy vọng là bạn sẽ đừng bắt nạt anh mình. Anh em có thật xấu gì không? Anh em thì hơi gia trưởng một chút, con trai cả trong nhà. Anh là hơi. Con trai một luôn hả? Dạ con trai một luôn. Anh gia trưởng lắm hả anh? Hơi thôi em ơi. Nói chung là chồng thì cũng phải có quyết đoán chút xíu thì cũng được, nhưng mà đừng gia trưởng quá thôi. Đúng rồi. Dạ. Rồi bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với chú, bà nội, em trai và bạn thân. Dạ chào nội. Cháu rể bên kia nội thấy sao nội? Dạ thấy thì cũng được, nhưng mà coi cho cháu coi nó coi trước. Nội coi sao? Nội thấy ảnh sao nội? Dạ thì coi cũng được, nhưng mà đàn ông mình nói lớn lớn mà. Dạ dạ. Dạ con có kinh nghiệm mà nội ạ. Mời chú. Dạ. Theo chú á, cái anh chàng này là giống ông Hạnh. Theo chú là ok đó. Cái ông Hạnh là sao vậy chú? Dạ
Dạ. Nói vậy có hai chú cháu biết đây không? Dạ, ai biết không? Em giải thích là ông thì là người rất là giỏi chăm lo cho gia đình em của ông nội. Dạ, dạ. Vậy là khen đó. Dạ. Hết hồn trời. Cái thứ hai nữa cũng giống như là theo tiêu chuẩn của bà nội vậy đó, là phải cao. Cái này thì chắc tướng tá cái này là bà nội cũng ok rồi đó. Em có em trai và bạn thân thì em trai là rất là hiểu chị. Cô Cát Tường, em chỉ hỏi anh điều thôi là anh thích đi du lịch không ạ? Anh cũng có đam mê thích đi du lịch. Tại vì chị em rất thích đi du lịch. Kinh cái thứ xe. Hai là anh có thể ăn đồ ăn chị em nấu được không ạ? Ăn phụ em được không ạ? Cái đó thì sẵn sàng thôi em. Vậy là hiểu chị nấu thế nào rồi ha. Ăn phụ em. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai em gặp mặt nhau nha. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Hôm nay được gặp em thì anh cũng rất vui. Thì em thấy anh thế nào? Anh rất là đẹp trai. Cảm ơn em. Nhưng mà em rất, anh rất là hiền. Đúng rồi, nãy em gái anh có nói nhìn anh hiền thì em nhìn anh thấy rất là hiền. Anh cũng thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em hiện tại đang làm ở Sài Gòn hay ở đâu? Dạ em làm ở Củ Chi. Củ Chi thì cũng gần thôi. Xa à, 30 cây ạ. Dạ. Từ đó Củ Chi cũng xa đấy. Thường là cuối tuần thì em rảnh cho nên là dạ. Có thể là anh sẽ chạy qua em. Anh chạy xuống Củ Chi. Được em. Dạ. Em cũng có nhiều bạn á. Thì bạn ấy cũng nói thích em. Xong rồi em bảo em ở Củ Chi. Cái cuối tuần em nói bạn là xuống đây chơi thì em sẽ dẫn đi tham quan Củ Chi. Xong bạn kêu, ủa sao em không xuống đi thành phố đi. Là em cảm thấy là bạn đó rất là tính toán, bạn rất là so đo mọi thứ với mình. Thế theo anh nghĩ thì bạn nào là... thì nên nhiệt tình cũng như dạ. Là chịu khó trong em việc rất là thích tính cách đó của anh. Hôm nay gặp em cũng là một điều may mắn đối với anh và em thì cũng dạ. Nói chung là cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Hát một dạ. Câu tỏ tình nào đó. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sổ gành đá, ngàn câu hát yên bình. Rồi xong. Bây giờ hai người sẽ quyết định. Mời bạn trai để về tay vào nút bấm. Ba tiếng đếm sẽ quyết định hẹn hò hay là không hẹn hò. Một. Hai. Dạo này ngủ. Hết thời gian. Nắm tay nhau cái đi. Cảm nhận như thế nào? Sao anh rung quá vậy? Anh rung quá hả? Dạ. Rung lắm. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn anh chị. Cảm ơn chương trình. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các thương hiệu áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cái này em rất là thích ạ. Hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng cái phần quà tặng này. Yeah. Đừng bỏ phí nha. Nắm chặt tay nhau bạn trai nha. Rất là dễ thương. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Các em không có khuyết điểm quá. Em dùng tay mà lên thì anh Sáu ra thì em chưa có tính tình kiến thức nào hết. Em chỉ có thầm thương chậm nhớ thôi. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được, hay là qua năm cũng được, cái đó tùy thôi. Mời nhà trai. Chào anh trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời bạn trai giới thiệu về mình nha. Kính thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nữ cùng các anh chị khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Hồ Phi Long, sinh năm 1988. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán, đang làm ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn em? Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay. Xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng và xinh đẹp. Cảm ơn em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trúc Lâm. Năm nay 35 tuổi, sinh năm 86. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Ở đâu em? Dạ, công ty thì sản xuất ở Tây Ninh nhưng mà có văn phòng ở Hồ Chí Minh. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Tây Ninh. Linh ơi, tôi chịu hết nổi rồi, ông dẫn tình được không? Gì vậy? Thơm quá à nè. Thiệt. Gì thơm? Đồ ăn hả? Bánh tráng trộn. Trời ơi. Đúng Tây Ninh luôn. Thôi để em giới thiệu quê em luôn cho.
Em làm một bài thơ đi. Rồi. Tây Ninh có núi Điện Bà, có chùa Tòa Thánh, có rừng thiên nhiên. Tây Ninh có hồ Dầu Tiếng, hồ Thiên, có một bài cửa khẩu thông thương, vành đai kinh tế của miền Đông Nam, có thêm bánh tráng muối tôm, ớt cay muối mặn, đậm tình Tây Ninh. Rồi, ok. Bạn nữ là sinh năm mấy vậy? Dạ em sinh năm 86 ạ. Tuổi về hơn 2 tuổi chứ. Bên đây 33, bên đây 35, rồi. Ok. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Mặc đồ chú rể luôn rồi, rồi chắc chút xíu là đám cưới luôn á. Đây cũng đồ cô dâu luôn rồi. Mặc rất là phu thê. Hai đứa mặc phu thê, nhìn kỹ mặt chú rể đi. Ha. Đúng không? Hợp lý. Vậy là mặt tròn. Tròn mà giống nhau nữa, chút xíu mở ra em thấy liền. Thôi, bây giờ em nói cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em ấy là tự tin, thích đi du lịch, thích dạo phố, gặp bạn bè, ăn uống, nói chuyện, tán gấp, tán nhậu gì đó. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm em nghĩ chắc em không có khuyết điểm quá. Không có khuyết điểm luôn, đúng. Có quyền, có quyền. Có quyền. Ừ. Rồi em trai nói luôn mình ưu điểm, khuyết điểm nào. Em thì biết quan tâm, chăm sóc lắng cho người, người bình thường và không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm. Em là dân miền Tiền Giang nên rất là hiền thà chăm sóc. Khuyết điểm. Khuyết điểm thì em hay ít nói, không giỏi đối với đám đông trước đông người. Có mấy mối tình rồi em trai? Em từ miền Tây mà lên hệ họ 26 lai thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Chưa có mối tình chính thức nào hả? Nhưng mà em chỉ có thầm thương trọng nhớ thôi. Trời đất ơi, thấy thương không? Cưng ghê á. Ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai chứ. Bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương. Người thương của em liền, để tôi hỏi bên đây có mối tình em sao nè. Dạ, hồi xưa đi học thì cũng có mối tình học sinh sinh viên. Rồi xong ra đi làm người kia đi làm chiều về gặp bạn bè ăn uống đi chơi, cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi du lịch này nọ kia, thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn. Không có luôn. Dạ. Quá là tương thích để không có một mối tình nào luôn. Ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả? Dạ, có nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi. Tội nghiệp không? Dạ. Lời tỏ tình rồi đó hả? Nghĩa là mình chưa tỏ tình nhưng mà nó biết đã có người yêu rồi. Giống như là em muốn tặng con gấu có chị A Đức Dung đó, nhưng mà người ta trả lại tôi đó là đã có người yêu rồi. Trời ơi, thấy thương không? Tặng gấu trả lại. Không, bây giờ ông bà khiến như vậy để mà ngày hôm nay tôi với ông được làm xui với đúng. Nhau. Đúng. Bây giờ em là muốn tìm một người yêu thế nào? À, bạn gái lý tưởng đúng không anh? Ừ. À, bạn gái lý tưởng em thì tóc dài. Có tóc dài. Da sáng tí. Da trắng, có da trắng luôn. Hiền lành, dễ thương, phúc hậu. Rồi, đảm bảo luôn, mặt bé này là quá phúc hậu rồi. Có mẫu hình lý tưởng giống ai không? Chắc chị Hồng Vân. Như vậy là em cầu được ước thấy rồi đó. Đó, mặt tròn tròn giống chị Hồng Vân vậy đó. Chị nghĩ là bữa nay vô rồi đó nha. Bên đây mình sao, mình mong muốn cái người bạn trai của mình sao nè? Ngoại hình cũng có nhìn tí xíu. Rồi tính tình thì hiền, dễ thương. Đừng có gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không. Vậy mà gia trưởng gì nổi thì không gia trưởng à. Nha. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thấy được đó, hỏi gia đình đi. Em đi với ai nè? Dạ em đi với em ruột em, với em dâu em. Dạ em xin chào anh Linh và chị Hồng Vân. Em tên anh là Hồ Duy Ngâu, là em trai của anh Hồ Phi Long. Em cảm nhận thì chị gái anh đây mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, thấy cũng hiền, nhìn cũng xứng với anh lắm. Thì em cũng mong là anh chị cho nhau cơ hội. Dù sao thì hai bên cũng chưa có mối tình thì cho nhau cơ hội nha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bên em họ. Dạ chào chú Quyền Linh với lại cô Hồng Vân và tất cả các bạn khán giả đó. Bạn muốn hẹn hò thì em tên là Thiên Ánh, là em họ của chị Trúc Lâm. Thì theo nhận xét về anh trai bên đây thì anh đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà của chị từ trước đến giờ. Chị của em cũng là một người rất là giúp đỡ người, biết giúp đỡ người khác và lúc nào cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị cũng là người mà đáp ứng được những tiêu chuẩn mà anh đưa ra. Và em mong rằng hai anh chị có thể dắt tay nhau đi về sau chương trình này. Hay quá. Quá hay rồi. Rồi mở rào. Xong xin lông cái này cho tôi nha. Bắt đầu đi lông. Dạ. Trong ngày đặc biệt này thì anh có một bó hoa hồng tặng em. Rồi em cũng có món quà. Rồi đi qua bển làm cho ông Quyền Linh ổng thèm chơi cưng. Ủa Linh nhớ xin cho tôi nghe Linh nha. Đó trời ơi, chuyên nghiệp quá trời kìa. Nghề gọi là nghề gia truyền của Tây Ninh đó. Này là giống như em nhìn người ta làm em ấy hay là ở nhà mình có
Có kinh doanh thêm về bánh tráng trộn không bé? Dạ, ở nhà ăn nhiều nên biết làm luôn. Trời ơi, làm làm thấy thèm rồi ơi. Em thấy thơm ghê không? Thôi chắc là nghỉ luôn đi, ăn bánh tráng xong làm tiếp. Dạ, em mời anh với lại hai anh chị ăn luôn. Anh cậu ăn hết cái dĩa này luôn mà. Trời ơi, thơm quá. Quá trời quá đất luôn, có đầu phộng nữa nè. Ngon quá. Thưởng thưởng thức tí thôi. Thưởng thức tí thôi. Đưa. Cảm ơn Kim nha, chị cầm lương á. Rồi, đi ra nói chuyện bạn gái đi. Dạ. Em có ăn không? Em ăn thử chưa nè, ăn miếng đi. Xong nói cái cảm nhận cho cổ vui coi. Ngon không Long? Dạ ngon anh. Tiền Giang mình có món gì không Long? Tiền Giang anh biết ăn hủ tiếu Mỹ Tho. À. Em là huyện nào? Dạ em huyện Cai Lậy. Cai Lậy thì trái cây nhiều. Ừ. Con mít, con sầu riêng nhiều lắm Cai Lậy á. Anh thì hiện tại anh mới ăn trứng thôi, nhưng mà nó có cái vị ngon của trứng. Dạ nguyên mâm chị cũng thích ăn trứng rồi. Lâm cho hỏi lại là Lâm đang làm công việc gì ạ? Dạ làm bên xuất nhập khẩu ạ. Thì có thời gian rảnh á thì có thường đi chơi với ba mẹ hay bạn bè gì không? Chiều rảnh là đi với bạn bè đồng nghiệp, rồi tối về gia đình, rồi cuối tuần có khi đi với bạn bè đồng nghiệp, cũng có khi đi với đa gia đình đi du lịch. Hiện tại thì Lâm đang ở đâu? Hiện tại đang ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Gò Vấp. Ở đây anh sống cùng ai hả? Đây sống một mình. Một mình một động luôn hả? Đúng rồi. Đến được với nhau thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Tây Ninh, ở Tiền Giang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em nghĩ là ở Hồ Chí Minh. Thì em cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng coi như mai mốt phải đi thuê nhà đó. Nếu mà hai đứa mà quen với nhau đúng không? Thì ra tới bàn đi. Thôi mình bàn, mình kiếm vốn, mình mua nhà đi. Thì đó, vậy đó. Nếu quen, chúng ta bên nhau thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Tùy thôi anh, mình cứ tìm hiểu nhau đi. Thì từ từ rồi tính sau. Em nghĩ là vậy. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được. Hay là qua năm cũng được, cái đó tùy thôi. Nó là tùy duyên phận thôi à. Anh thích hát hò. Anh thì anh từ nhỏ giờ anh không có hát hay, nhưng mà lúc học thì anh có một bài thơ của Nguyễn Du, anh rất là tâm đắc. Thì anh có thể tặng em 4 câu thơ của Nguyễn Du. Lâm xem trang trọng khách vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thu nước tóc tiết nhờn màu da. Em nghĩ anh đang diễn tả vẻ đẹp của em vậy. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Coi như là mượn thơ của Nguyễn Du để tả người con gái đối diện đó. Dạ em thì đam mê ca hát lắm, nhưng mà mặc dù hát hơi banh chút. Để nó vui thôi là chính mà. Chim rừng liêu lo canh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường, mặt nhìn hai lối khó mộng tri quang lộ, xin người chi giúp giùm cho. Dạ nhiêu đó được rồi. Hãy mạnh dạn đứng lên nắm tay cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô gái và mong muốn điều gì. Nắm hai tay luôn Long. 30 giây nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Đó. Chị anh rung với anh. Nói chung trước tiên cũng phải cảm ơn chương trình thì hôm nay đã gặp em. Nói sao mà ông muối ông nghe được á, không là ông bắt em nói đi nói lại hoài đó Long. Dạ. Đúng rồi, nói lớn lên. Trai mà nói thỏ thẻ gì nói lớn đi anh. Ừ. Ăn to nói lớn lên. Đúng rồi. Cảm ơn chương trình nữa. Anh đã gặp em hôm nay thì anh đã quyết định bấm nút rồi. Em làm bạn gái anh nhé. Trời ơi, cưng chưa? Tôi là tôi ừ liền đó. Dạ thì nhìn anh cũng dễ thương, hiền. Trên đời anh miền Tây rất là hiền thà, chân chắc và hiền lành. Để tay vào nút bấm đi. Thấy có thích người đối diện không? Thích anh. Thích là bấm. Bấm luôn đi em, nói bấm chân linh anh đừng. Ôi, nói này nó kia đó. Dạ bấm rồi ạ. Trời đất ơi, nói này nó kia mình hoài à, mệt chứ. Nắm tay nhau đi. Nói tình yêu nó phải xé. Xé làm sao? Ngược tay rồi. Cái này mới xem được. Đó, đúng rồi, trời ơi. Xem mà phải tìm rõ gì chưa xem. Xem cảm giác giờ sao Long? Mê cung. Trời ơi, giống cô vô chú rể hợp lý vậy. Luôn đầu tiên nào. Long chứng tỏ bản lĩnh đi Long. Anh xin phép cùng em nghe nha. Dạ. Đó, thấy chưa? Thấy cô gái chưa? Để sát lỗ mũi vô, từ từ hít vô. Rồi, không. Ok. Anh hung lại đó đi. Mình hung lại cho chị. Đúng rồi, hung lại luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực, thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hai bạn đưa nhau đi từ Tây Ninh hay là Tiền Giang gì đó. Sao chị? À, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã thấy cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ có những cuộc hẹn hò thật là tuyệt vời, thú vị và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Lớp vô đây, đăng ký hẹn hò ngay. Biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Mong em mở rộng tư duy cho anh cơ hội được làm chồng. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên kia và vị khán giả. Chào em. Em tên là Nguyễn An Thông, 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Tân Bình, chuyên nghề chế tạo ráp đồ gia dụng inox cao cấp. Thông là quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định ạ. Bình Rồi, Định. Mình giới thiệu đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Võ Nguyệt Ái, 30 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hai bạn cùng quê với nhau ha. Cùng quê Bình Định. Cùng anh tuổi cũng luôn. Bình Định luôn. Cái gì? Mình cũng Bình Định đó Vân à. Ủa sao Linh nói Linh ở Tiền Giang? Mình quê mình Tiền Giang, quê vợ Bình Định. Lạ thiệt. Ở huyện nào vậy Thông? Em ở huyện Tuy Phước. Tuy Phước, còn bạn gái huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Cát. Mà hai bạn thấy đồng hương vậy là hai bạn thấy phấn khởi không? Dạ có. Có phấn khởi chút đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình mạnh dạn mình nói cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình, vui vẻ, hòa đồng. Nhược điểm á, em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Thiếu tự tin hả? Tại nhát quá đó đúng không? Dạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Trong công việc, cái sự cầu tiến mình làm không phải xong mới nghỉ. À, đó là tinh thần mình làm xong mình mới nghỉ. Dạ. Chứ không phải là làm xong việc là nghỉ. Dạ. Đúng không? Pha Thông được mấy mối tình rồi? Dạ, em được 2 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm. Khoảng cách địa lý rồi chia tay. À. Mối tình thứ hai cũng như vậy luôn ạ. Cũng 2 năm luôn? Dạ. Coi như là do địa lý mà xa nhau đó hả em? Dạ. Ồ, rồi còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Tình duyên của em á thì giống như cái câu mà theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo á. Thích tỏ tình nhưng mà bạn chỉ coi là em gái thôi. Và tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là em chưa có một mối tình chính thức nào luôn? Dạ. Có nắm tay nắm chân gì chưa? Dạ, có nắm tay nắm chân chứ chưa làm gì hết. Chưa làm gì hết, chưa hôn. Có dạ. Hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Tinh khôi luôn? Dạ. Trời ơi, 30 năm gìn giữ bên chi đi. Bên đây hai mối tình ta cũng đâu có hôn gì đâu. Có không? Bên đây có hôn chưa? Ai biết? Có nắm tay. Có dạ nắm thôi. Tay mà có hôn chưa? Dạ có luôn. Có luôn rồi. Bên đây ta 30 năm ta gìn giữ cho em thôi đó. Dạ, dạ cảm ơn. Em muốn một người yêu lý tưởng của em như thế nào?
Em muốn người lý tưởng của em là biết nấu ăn chủ thể là được ạ. Em bình thường thôi ạ, chứ không có đòi hỏi gì cái nhân sắc thì nó nhiều. Mà em thấy là bây giờ bạn nữ chưa yêu ai bao giờ, nếu như có yêu ngày hôm nay tụi em bấm nút thì em là tình yêu đầu tiên đầu đời của bạn. Em có áp lực không? Đầu. Có áp lực đó. Rồi, làm hỏi đàn trai người ta rung hết trơn cho tim. Thiệt mà, đó sự thật mà. Chị anh Bình Định. Đàn gái Bình Định ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích nhất là nhậu nhẹt, hút thuốc. Có nhậu nhẹt hút thuốc không? Em ít nhậu mà có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Ít. Nếu bạn gái yêu cầu bỏ là phải bỏ được không? Dạ được. Được rồi, xong. Rồi. Em muốn một mẫu người lý tưởng như thế nào? Chín chắn, trưởng thành, chân thành, cao hơn hoặc bằng em. Chắc không nổi đâu. Thấy không? Mình nhiêu cơ? Mình 55 à. 55. 1m55 hả? Ừ. Ở bên đây 1m65. Tôi không cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn. Hoặc có thể nhìn xuống cũng thấy. Không sao. Giờ mang giày lên là được thôi. Nhiều những cái cặp mà Hollywood luôn á, nổi tiếng luôn á. Mà cái chuyện chiều cao không là vấn đề. Không là gì luôn. Cả. Thôi, về chút cặp phải tính nha. Đúng rồi. Anh nghĩ giờ cao quan trọng. Yêu, đúng khi rồi. Tình yêu nó đã có rồi là cao thấp mập lùn mang cái đen xấu quắc cũng không sao. Đúng rồi, chỉ có yêu là được à. Yêu và phải người đó có duyên. Đúng, đúng rồi, cái duyên dáng là cái quan trọng lắm. Ừ. Em đi với ai nào? Dạ hôm nay em đi với lại cậu mợ và anh chị. Mời đại diện gia đình ạ. Dạ xin chào hai MC dễ thương Hồng Vân và Huyền Linh. Dạ. Chào đại diện bên đàn trai, tôi là cậu ruột của Châu Ái. Xin chào. Cháu ở Bình Định mà cháu ở huyện Phú Tuy Phước thì chú vào đây được bao lâu rồi? Con vào đây cũng 10 năm rồi ạ. Cho mình hỏi luôn là mình đã có an cư chưa? Đang ý định là an cư ạ. Là rõ hơn là mình đã có cái nhà ở hay chưa đó? Hay là mình vẫn còn ở trọ, ở thuê? Dạ, trong thành phố thì con vẫn còn ở trọ ạ. Thì cậu là con trai Bình Định thì cậu biết. Trai Bình Định rất là chấp phát và cũng chịu khó. Cháu vô đây cháu làm cái nghề kê khí là nó cụ thể hơn được không cháu? Con chuyên về làm thêm bóng vẽ chút. Thực hiện vậy đó. Hiện tại đang làm cho công ty hay là làm chuyên đơn? Dạ, con làm ở công ty Inox Sài Gòn. Cậu chỉ nói với ai thế này, con lên đây là đã gọi là mình mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho mình, cứ tìm hiểu và cậu mong rằng là con hôm nay sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình. Cái chuyện mình nói là hình thức thì nó không quan trọng đâu. Khi thành vợ thành chồng rồi cái tính nết với nhau, cái ăn ở với nhau mới là quan trọng để mà tồn tại lâu dài được. Miễn sao là hai cháu thấy mình có cảm xúc với nhau và tìm hiểu được nhau, và mong rằng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn. Hay cậu quá. Cậu hỏi giùm cháu rất là nhiều, cậu là người lo cho cháu nó hỏi hết rồi ha. Dạ. Coi như bên đây đàn gái cũng hiểu kỹ rồi ha. Ừ. Rồi em trai đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị ruột hả? Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Em tên là Trúc, chị gái của Thông. Em nghe nói chuyện chị nhớ tới giờ anh Quyền Linh quá. Giống quá trời quá đất. Dạ thế nãy giờ em thấy nói chuyện thì em thấy em gái này cũng dễ thương, nói chuyện thì thấy cũng rất là mến. Còn phần về em của em thì nó rất là siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc lắm. Nhiều khi đám tiệc rồi đi nhậu là uống hai ba lon thôi chứ không có say xỉn như người ta. Cũng rất là mong chương trình cho cơ hội cho hai em tìm hiểu và đến với nhau tiếng hôn nhân. Rồi cảm ơn. Bây giờ anh hỏi thêm một cái chỗ nhà trai nữa nè, cho nhà gái rõ luôn. Em công việc em ổn định như thế, em có nghĩ rằng một ngày đó em phát triển nhiều hơn, rồi nhà cửa rồi có hướng gì sắp tới không? Sài Gòn thì lúc trước thì con cũng có mua căn ở Sài Gòn. Ừ. Nhưng mà trục trặc về giấy tờ cho nên con không có mua nữa. Cho nên con mới gửi tiền mẹ mới giờ mới chuẩn bị. Em bây giờ em là công nhân hay là thợ hay là có khi nào em nghĩ em là thầy rồi em mở trường dạy rồi đào tạo thêm nhân viên để có thêm kinh phí không? Dạ có, em là chuyên về đào tạo thợ hàng. À đào tạo luôn hả? Dạ. Ủa vậy là ngon rồi, vậy là cũng có cơ hội. Thực ra cũng không cần phải làm thầy mà làm chủ luôn á. Nhưng mà công nhân khác, thợ khác mà bây giờ đây là thầy nữa rồi thì cơ hội phát triển sẽ có nếu như có sự hỗ trợ. Vậy cậu yên tâm chưa? À rồi. Thôi mở rào đi. Mở rào. Đây là hai bạn thôi. Mình phải làm rõ chuyện này, mình cũng Bình Định mà. Ôi nhận vơ, dân Tiền Giang cứ nhận Bình Định hoài. Mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em cứ đứng im đi, còn thế giới để anh lo cho. Anh lo. Thấy chưa? Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê này.
Tự nhiên lại đến đứng kế chặt tim vô tình ta tái tê. Đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em. Nhà anh đi la nhà thuê thêm em mơ cũng không vấn đề. Anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác. Chẳng có ai hiểu nhau hơn ai ta. Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu hơn ý, ý. Anh kết em rồi. Nhưng thích anh không? Anh cảm ơn. Trong quà tặng em, đây là tình yêu màu hồng. Bó hoa này tượng trưng cho tình cảm của anh, một sự đồng thấm và sự trung thủy của anh rất là nhiều. Trong đây có cái xoan nữa. Mong em luôn mỉm cười thật tươi trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh. Mong em nhận được quà tặng anh. Là một bình nước, con người mình là nước là rất là quan trọng, nên là em cũng khi mà anh sử dụng nó thì anh cũng coi như em là một phần quan trọng của anh. Chỉ mới làm cuộc sống mà. Bình nước hả con? Dạ. Dạ, cảm ơn em. Mong em gạt bỏ rào cản gì chiều cao. Muốn làm như vậy. Dạ. Anh hứa sẽ làm được. Trời ơi, cái gì vậy bên nhà trai? Ông thì thầm không kìa anh Lính. Làm gì vậy? Thì thầm dạ. Không hả? Nè, còn đem này tặng hay gì? Đem theo rồi làm gì tặng tạ. Luôn? Tạ để tặng hả? Dạ không. Chứ đem theo làm gì? Tạ này tuy rằng á bé con nhưng mà rất là rất thơ thao, rất là năng động, rất là mạnh mẽ. Để anh tập bài tạ tay cho em xem. Cho coi chuột. Mong em mới gạt bỏ cái rào cản như chiều cao thì cho anh cơ hội. Ok. Thôi tặng bạn gái cái tạ luôn đi. Trời, tưởng không nên tặng bạn gái cái tạ chứ. Em có ngại gì yêu một người thấp hơn em không? Về chiều cao thì em nghĩ là không thành vấn đề. Con gái á, một tháng thì có vài ngày ẩm ương lắm. Mấy ngày đó là đó. Không có muốn làm gì hết á. Anh có sẵn sàng vui vẻ những được. Người đó. Thực ra tâm lý của người con gái thì anh cũng nghĩ cũng rất là rõ. Nấu cơm, mì, lau nhà, làm hết luôn cho em luôn cũng được nữa. Miễn làm vui là được, miễn khỏe là được rồi. Được á. Anh có muốn hỏi em gì không? Anh chỉ sợ là em không tiếp nhận anh chiều cao thôi. Còn những đề khác thì anh có thể lo hết, như thế làm hết. Anh có thể suy nghĩ nhiều thứ để nó cao hơn cái chiều cao của anh rất là nhiều. Dạ. Câu thì hay. Câu thì quá hay đó. Dạ anh. Anh đừng có ngại nữa. Nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Trời kinh quá. Không sao, em sẽ bỏ giày ra. Đúng thì, rồi. Bỏ giày ra, hai đứa đứng kế bên coi. Sẽ ngang chắc nhau. Ai cao hơn ai. Cô bé này hay lắm á nha. Rồi, đứng kế bên đi nào. Đâu, hai đứa đứng đo kế bên coi. Trời ơi, đâu trời quá. Trời ơi. Vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha anh trai. Thật sự thì gặp em, quen em rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em. Tội ghê không, mở lòng từ bi kìa. Đó, mở trời lòng tình yêu mà nó kêu, mong em mở lòng từ bi. Rồi, ngồi ghế đi mấy em, được rồi đó. Ây, bây giờ người ta để tay nút bấm bên tay trái cho bạn trai. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Và nhớ, khi chúng ta bấm nút, chúng phải thật sự có trách nhiệm với lời nói từ nãy giờ. À, bắt đầu nè. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cặp cặp. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Tôi thật sự nể bạn gái cho nó để em bỏ dép ra. Bỏ giày ra. Quá trời hay luôn. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cái kết rất là đẹp. Xin phép cầu mợ đại diện gia đình. Cho phép cầu mợ cho con xin được chính thức được quen em. Đó, cầu mợ gặp xin đầu phép, rồi. Xin phép cậu mợ cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em. Em là origin luôn á. Xin phép chưa? Gật đầu rồi. Nhớ gật đầu rồi. Gật rồi hả? Gật rồi. Mình thôi. Tôi sợ không cho phép. Làm nhỏ rồi mà. Tôi cũng giật mình luôn. Thật sự. Ủa thấy gật mình rồi ha. Anh xin lỗi ha. Thôi làm đi.
Trời ơi, không lại ta, không lại ta. Giờ để sau vậy? Không sao đâu. Làm đi con đi. Nhắm mắt lại cho. Đúng rồi. Đấy. Thưa quý vị, rằng những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má ấy, nó tạo nên biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên sân khấu bạn Nguyễn Hò này. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, nhớ đám cưới đãi tôi món bánh hỏi lông heo. Ông ra, ông ngon ra Bình Định luôn. Được. Đúng không? Ừ, gần sát bên nhà mà. Thì đó, nhà thì... Nhà ở ngay ngã ba Phú Tài á. À. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn đây là bó hoa cùng với cây son đỏ thắm nha. Còn đây, bình nước ha. 70% cơ thể là nước. Cục tạ thì hai đứa về cùng tập đi. Tìm người yêu đem tạ nữa mô Phật. Rồi. Rồi nè, còn cái nữa nè. Cầm giùm cho cổ đôi dép đi nè. Dạ được. Được luôn. Thấy người ta ga lăng ghê chưa? Nhỏ nhỏ mà có vỏ đó. Không có đùa đâu nha. Dễ thương gì đâu á. Thấy cưng chưa? Rất là vui thôi quý vị. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi điều tốt đẹp nó sẽ đến từ sự chân thành của trái tim. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wow Day đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lễ. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và đồng thông cảm. Thì hai đứa giận luôn. Giận luôn. Bao lâu rồi cưng? Dạ, cách đây 2 năm rồi. Nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ui, ôi trời ơi. Em mét nhiêu? Em sang sảng, em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.